Ok, chắc mình ngồi nói chuyện tí. Ghế này phải ngồi thích không? Ghế này à, ghế này ngồi rất là ok, bản này rất là ok, nó rất là thoải mái, rất là biểu mình tính của mình. Các bạn để ý mình ngồi ấy, mình hay rửa thẳng, lúc mình ngồi mình hay rửa lên, mình hay mình hay rửa cái con người mình lên. Thì lúc mình chỉnh cái ghế này thẳng lên cao như này thì bất cứ mình rửa lên á, mình vẫn có thể thoải mái, nó đỡ mệt mỏi, đỡ mỏi lưng, đỡ mỏi cổ mỏi lưng. Ôi, núm vú của to hơn mình của mình luôn. Núm vú của mình không có to, núm vú của mình thật sự, núm vú của mình nó hơi hỏng, nó đâu to đâu. Núm vú của mình hơi tệ, không có to. Núm vú của mình hơi bị đẹp đấy, hơi hồng, hơi đủ thứ, cái gì cũng có, là nhưng chất lượng đảm bảo á. Đừng có ngồi đấy mà kêu núm vú mình có vấn đề. Ok, không có lông lắc. Tất nhiên mình, các bạn có thể cười mình không có lông lắc, ok. Các bạn có thể cười mình, mình cho các bạn cười luôn, cười thoải mái. Bố lông lắc, bố đéo thối, điệp mà đéo thối, không có mẹ mùi mồ hôi này. Gã tối ngủ người ta rửa vào lông lắc người ta có chứ không có, đúng không? Người ta nó khác, cái cảm giác rất là vô mốt, kiểu không mình không mình tự tin, mình đi đâu mình ôm bất cứ ai mình biết là cái lông lắc mình không có thối. Cái lời cái đấy, cái lời đối với mình cái đấy là win-win, cái đấy là mình thắng, mình không có thua. Ok, chẳng có lý do tại sao mình phải có mặt mẹ mọc lông lắc hết đấy. Mà éo cây lọ mới không có lông lắc. Điệp mẹ kêu tao cây cũng được, nhưng con bé bên cạnh nó vẫn ôm tao thì tao không quan tâm. Ok, thoải mái, kêu mình gây lọ thoải mái các bạn ạ. Mình không có quan tâm bạn ạ. Đấy, mà toàn ăn khuya, chịu thôi em ơi, bởi vì anh vừa ngủ dậy em ơi. Đây là đối với anh bây giờ, giờ giấc con người của mình bây giờ, đối với mình bây giờ, giờ này là cỡ khoảng buổi trưa. Cỡ đấy mà một đối với một con người bình thường bây giờ là làm khoảng cỡ buổi trưa. Mình thức dậy lúc 9 giờ, 9 giờ mấy, 9 giờ hơn. Thế bây giờ cỡ bây giờ là khoảng buổi trưa. Em thấy em bắn PewBurger hay, anh bắn PewBurger không hay em ơi. Anh bắn PewBurger chậm. Tập trung thì cũng có thể. Bắn offline không stream thì đã bắn ok, nhưng mà bắn không hay. Người khác bắn hay hơn nhiều. Khả năng không có thì anh dùng chiến thuật hơn. Anh chơi anh dùng chiến thuật hơn là khả năng. Mình vẫn không hiểu nha, sao con trai hay tò mò thằng bên kia chịu trịch bao nhiêu đứa nhỉ? Mình vẫn hiểu mấy cái đó. Có mấy sự tò mò của từng nhiều người xem stream mà mình hỏi thật luôn, mình không có hiểu. I know các bạn sẽ nói đừng có quan tâm anh ơi, đừng quan tâm anh ơi. Nhưng để ý này, đây là một cái topic mình nói chuyện về thôi, vậy đừng có, mình biết mình không có để trong đầu. Mình không phải để trong bụng. Nhưng mà thật sự sao mình khó hiểu sao nhiều người người ta muốn biết về mấy cái sự mà con người ta bình thường không bao giờ hỏi. Trẻ trâu như vậy không phải, mình đừng gọi người ta trẻ trâu. Mình chỉ đây chỉ là một cái topic mình muốn nói chuyện về thôi, mình đang hỏi, mình cũng đang muốn thắc mắc về cái này hơi một thời gian rồi. Mấy cái chuyện như là mình trịch bao nhiêu đứa rồi bà muốn trịch biết đấy, điều đó là cái gì? Nhưng mà đó, mình thấy mình khó hiểu. Từ đến cái trịch nè, đến bao nhiêu tiền, bạn có bao nhiêu tiền nè, bạn có trịch trái cây nữa nè, trịch cái Ấn Độ chưa nè. Rồi mình ăn cơm nhanh các bạn ơi, mình dễ bị đau bao tử sau này lắm. Các bạn đừng ăn như mình cái này mình ăn từ bé đến lớn, mình ăn nhanh lắm, mình ăn cực nhanh, nhưng mà sau này dễ bị đau bao tử. Mà lúc lớn lên rồi bị đau bao tử mới biết, đừng như mình. Người Việt mà anh các bạn đừng so sánh người Việt là kêu so mói. Thật sự châu Á so mói cực nhiều. Châu Á hay so mói, chỉ có mấy nước ngoài không so mói, mấy nước Tây nó không so mói thôi. Tất nhiên là vẫn có, nhưng mà người ta vẫn ghen tị, nhưng mà soi mói rõ ràng thì nó không bằng Việt Nam. Việt Nam với cả China, Trung Quốc hay nói chung mấy nước châu Á. Người châu Á bọn mình hay cái bản tính hay thích soi mói. Em muốn biết xem về người kia biết mình hơn người ta không. Em thấy streamer Việt Nam bây giờ ai bắn PewBurger hay nhất, khả năng bắn thì em thấy chắc Snack bắn nó chỉ có một mình nó, mình đi theo nó mà mình đéo biết cái xảy ra. chất thì mắc như cũ vậy, nhưng mà rip bắn hay mà snack nó chỉ có mình đi theo nó, chơi với nó mới biết. Cái đi theo nó cực lắm, nó đi đâu nó giết đến đó à. Nhưng mà khả năng bắn, còn snack này là không có chiến thuật. Snack không có chiến thuật, nó chỉ biết đi mà bắn à. Anh béo béo nhìn trẻ trung con cute hơn nè. Không biết nữa. Mình các bạn như mấy người xem stream mình hồi xưa sẽ biết mình ốm, như nào. Nãy top 2 tiếc qua anh, thật sự anh thấy Trình anh là người có khiếu năng chơi, game anh có, anh nhận điều đó. Nếu cái game nào mình đang thích chơi, mình chơi cực hay, mình chơi ok. Từ bé đến lớn rồi, tất cả game nào mình đụng vào mình cũng đã kiểu là giỏi. Nên mình đua top 1 trên tất cả game đó, mình không có game nào mình gọi là gà đó. Tạm ok cũng được, nhưng mà mình không game nào mình gọi là gà. Hồi xưa mình đã kể cho các bạn, nhiều người bây giờ chắc mình không biết. Hồi xưa mình đã kể về cái lịch sử chơi game của mình rồi. Game online mình bắt đầu là từ game RuneScape. Game RuneScape, mà từ game RuneScape đấy mình trở thành một người giàu nhất trong game đó. Mình bán tiền online kiếm được mấy ngàn đô mà mua cái máy vi tính đầu tiên mình trước mình cả. À, từ game đó, hết game đó mình đổ qua World of Warcraft. World of Warcraft thì mình được cái rank Warlord, là nói chung là nghỉ học, phải nghỉ học mà ngủ một ngày 4-5 tiếng là cao á, là nhiều á, ngủ 4-5 tiếng là nhiều lắm á. Một ngày ngủ được 4-5 tiếng, khoảng cỡ 3-4 tuần liên tục mới được cái rank Warlord, còn muốn hơn nữa thì phải mất ngủ hơn tháng mấy. Thì là một cái rank PvP là player versus player cao nhất của cái World of Warcraft online đó, MMORPG ấy, chứ không phải là cái Warcraft 3. Mình đổi qua Rift thì mình là top 1 PvP. Game Rift, Warhammer, Best Tanker, Warhammer nhưng lại được Best Tanker. Đồ đạc của mình với cả cách mình đánh nhau ở Best Tanker. Game nào mình chơi qua Liên Minh, sau đó là qua Liên Minh thì được chơi Việt Nam đến đụng được thách đấu. Araka thì là chủ server. Nhưng mình khả năng mình chơi game thì ok, mình thực sự mình chơi game ok, nhưng mà lúc mình chán game rồi mình cái sự quan tâm mình không có, mình hay không bất cần lắm. Như vậy cái tính của mình á, thì mình hay chán, mình hay bỏ, mình không để ý nữa. Game bắt đầu hết cột chuyển của Warcraft chưa? Mình biết khá là nhiều về cột chuyển của Warcraft, biết khá là nhiều về lịch sử của Warcraft. Gần đây thì mình không biết, gần đây nó thay đổi nhiều, xong rồi cái gì xảy ra mình không biết, mình không theo dõi update, mình không theo dõi. Nhưng mà nói chung mình biết khá là nhiều. Warcraft hay mà, Warcraft đúng hay luôn, đừng có đùa. Warcraft đúng hay luôn, đừng có đùa. Hồi đấy mà đùa Warcraft khá là hay luôn á. Anh thấy đang bơ vợt tích bắn hay, tích nó mắc nó tinh. Bất cứ gì bằng tích chứ mắc nó tinh. Nó đeo kính là mẹ mắc nó tinh. Thằng đấy cái gì mình thấy, cái gì cũng nhìn thấy. Anh nghĩ gì về đồ? Thấy đồ vui lắm ạ, mình thích đồ, mình cực kỳ thích đồ. Tính nét của đồ bằng tuổi mình nữa chứ, đấy là mới vui. Các bạn để ý nha. Lý do bọn mình chơi chung được Pew là Viruss nè. Pew Viruss bọn mình chơi chung được vì đa số đứa nào cũng gần tuổi nhau. Các bạn để ý, đối với đàn ông á, 1-2 năm trời á, cái suy nghĩ người ta thay đổi rất là nhiều. Rất là nhiều. Bạn gặp một người 26, 28, nói chuyện với một người 24, 23, nó khác hả? Đàn ông nó thay đổi cực nhiều. Để càng gần tuổi nhau càng tốt, đối mình là vậy. Đến một mức nào đó thì ok. Bởi vì đến mức mình bớt thay đổi đi nhiều, tính mình nó vào gốc rồi, nó khác. Nghĩ quen người hơn tuổi không anh? Mình cũng đã thử quen người hơn. Đúng rồi, bé cao kia là hơn tuổi á, bé mà kêu mà đứng dậy nhìn vú á, hơn tuổi mình, hơn 12 tuổi. Mình đã quen người cao rồi. Mình quen người hơn tuổi, thì cũng chẳng sao hết, nói chung cái tinh thần và nói chuyện mình hay như nào thôi, mình ok thôi. Tuổi đối với mình tuổi nó không quan trọng lắm, không để ý tuổi. Còn nhưng mà có qua mới một mức kiểu không? Mình phải để ý tuổi, nhưng mà đến cái đoạn mà kiểu như là Anh ơi, ngày mai chờ em vào với nhau, chờ em đi học này nọ. Mà kiểu trường mẫu giáo á, thì cái đấy thì phải để ý đến tuổi tí. Mấy gu đấy dành cho Pew thôi chứ không phải do mình. Nói đến cái mức, nhưng mà cái mức đấy kiểu là mấy người đủ thông minh, mấy người đủ biết suy nghĩ là cũng phải biết là không đụng vào. Mà không thì tuổi không quan trọng. Nhưng mà đuổi không quan trọng. Không quan trọng. Chứ sao mà hai người hợp với nhau được rồi. Hợp cứ hợp là được. Đừng có nghĩ nhiều quá. Mẹ, hôm nay quả 4 quả trứng làm 3. Tôi mới biết quả 6. Ăn trứng không hả anh? Thấy vàng không à. Anh phải kêu nó làm trứng cho anh mà bỏ lòng vàng đi á. Không đang lòng vàng. Trứng trên lòng trắng. Sao không ăn lòng vàng anh? Lòng vàng mập, đang giảm béo. Anh có uống thuốc không? Ừ. Anh có uống thuốc giảm béo không? Không, hay là... mà không. Thuốc giảm béo em thử uống giảm béo bao giờ chưa? Thề luôn, uống thuốc giảm béo chứ mẹ, anh cho đúng thử một vị. Thì mẹ, mỗi lần về mẹ thề luôn á, như bị ỉa chảy thì mẹ lần nào cũng mắc ỉa. Mà đéo biết toàn lúc mình ở ngoài đường thì mẹ thề luôn. Mắc ỉa hoài. Mà giảm béo lắm. Mà ỉa ra, ỉa đéo được ra cái gì hết, ỉa ra hơi điệp mẹ. Nghe rồi, nghe rồi. Nghe rồi. Điệp mẹ thì sao mày không nói tao cứ ỉa ra hơi. Ồ. Không, mới nghe. Bây giờ mới nghe xong không ơi. Em thề luôn em. Mình chơi đi. Chơi đúng không? Uống thuốc giảm béo xong rồi, hút thuốc vào. Ông xem ông ăn đã, ông ăn xong. Ăn xong rồi, let's go. Ăn bây giờ để vô là vừa.